Xin chào anh em đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một sản phẩm. À, anh em biết rồi đấy, mọi khi cứ lúc nào mà mình đứng mà mình không ngồi ghế trong xung quanh mình rất là gọn gàng thì có nghĩa chúng ta chuẩn bị làm màn hình đấy. Và hôm nay chiếc màn hình mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó chính là chiếc màn hình này. Nhưng mà trước khi chia sẻ với nó thì mình cũng phải cho anh em biết những thứ mà trước khi mình đập hộp với chiếc màn hình ra, mình sẽ đánh giá nó như nào. Đầu tiên mình sẽ lắc thử. Anh em nghe âm thanh không? Có nghĩa là bên trong chiếc hộp này không được bọc xốp kỹ càng cho lắm. Tại sao anh em yên tâm nếu như anh em mua sản phẩm tại TNC sẽ luôn là những sản phẩm mới bóc hộp. Đặc biệt là với những chiếc màn hình thì tại TNC sẽ có những cái công đoạn gọi là kiểm tra hàng rất là kỹ trước khi nhập vào, chứ không nói là bán ra cho anh em nhé. Nhập vào đã kiểm tra rất là kỹ rồi, sau đó mới bán ra cho anh em. Cho nên anh em luôn luôn yên tâm về những chiếc màn hình khi mà mua tại TNC Store. Còn chiếc màn hình này tại sao nó như vậy? Tại vì đây là một sản phẩm demo mà MSI gửi cho mình để mình có thể làm được những cái video đánh giá một cách thoải mái hơn cho anh em. Và đây, bây giờ mình sẽ cùng anh em bóc chiếc hộp này ra xem bên trong có gì. Nhưng mà trong lúc mình bóc thì anh em hãy cùng mình nhìn qua cái bên ngoài này đi. Sẽ có khá nhiều thông tin mà anh em có thể biết được về chiếc màn hình này mà chưa cần nhìn vào bên trong. Ví dụ như ở khu vực này thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có Rapid IPS. Rapid IPS có nghĩa sao? Là tấm nền IPS nhanh đấy. Tức là nó sẽ có cái tốc độ phản hồi nhanh hơn. Ví dụ như đây anh em thấy con số 1 giây này. Tần số quét của nó là 165Hz. Và Gaming OSD app thì cái này là phần mềm trên máy tính để hỗ trợ chiếc màn hình này. Và nó có thể thay đổi được cái chân đế rất là thoải mái. Ở trên này thì anh em sẽ có 2560x1440, có nghĩa là độ phân giải 2K. Và chiếc màn hình này nó sẽ có tên mã là MSI MAG274QRF. Vậy là anh em cũng nắm được khá thông tin rồi đúng không? Độ phân giải này, tấm nền này, kích thước màn hình này 27 inch, độ phân giải là 2K. Mình đã có một sự sai lầm khi mà đánh giá rất là chủ quan như vừa nãy. Đấy là ở trong này không được chèn xốp kỹ lắm. Nhưng mà anh em có thể nhìn vào trong này vẫn luôn rất kỹ càng. Vậy thì cái âm thanh lục cục vừa nãy nó đến từ đâu nhỉ? Anh em lại phải cùng mình khám phá sâu hơn chiếc màn hình này, xem nó đến từ đâu. Xem ra là một tay không làm nên trò trống gì rồi, mình sẽ phải cần đến hai tay. Đây. Cái âm thanh lục cục khi nãy anh em nghe thấy đó chính là của cái chân, cái mặt đế này, cái pad này. Khi nó nằm ở bên trong xốp này nó không có gì bao bọc cả, cho nên nó sẽ hơi lắc chiều này. Và anh em sẽ tạo ra tiếng lục cục. Nhưng anh em yên tâm khi mà sản phẩm mới anh em mua về để dùng ấy, đây là sản phẩm demo thôi. Còn sản phẩm gọi là bán lẻ ấy, thì nó sẽ được bọc rất là kỹ càng. Và đây là cái phần tấm đế của nó. Mình thấy là nó cực kỳ đầm và chắc luôn. Và mình rất, đây là lần đầu tiên mình thấy một cái màn hình mà có cái trụ đế nó tròn và nó to như này. Nguyên cái loại đúc nối liền với phần chân đây. Chúng ta sẽ có một con ốc vặn bằng tay. Và con ốc này sẽ được vặn vào chân đế bằng cái trụ này. Đó. Lắp thì cũng rất đơn giản thôi. Anh em cứ slide nó vào, sau đó là lấy tay siết con ốc này lại. Mình rất thích những con ốc mà không cần dùng đến tua vít. Nhưng mà có vẻ như là cái màn hình này anh em vẫn cần đến tua vít để có thể bắt được cố định cái phần pad đế này vào cái tấm màn hình. Ok, bên dưới thì chúng ta sẽ có nhân vật chính là chiếc màn hình ở đây. Đúng như mình dự đoán là anh em sẽ cần tua vít để có thể nối được nó vào. Chắc là mình sẽ tua nhanh qua đoạn này thôi, bởi vì cái này không có gì để anh em xem cả. Chỉ là đặt vào xong mình lấy ốc mình vặn vào thôi. Ok anh em, như vậy là mình đã lắp xong cái màn hình này vào. Và đây, anh em có thể thấy là, à thôi, trước khi thấy cái màn hình này anh em, mình muốn chia sẻ với anh em thấy những thứ khác. Đấy, bên trong hộp chúng ta sẽ có xốp để bảo vệ, dĩ nhiên rồi. Bên cạnh đó anh em sẽ thấy cái tờ vẫy này. Đấy là hãng rất là tâm lý khi mà hướng dẫn anh em rõ ràng là nên tháo cái màn hình ra như thế nào, hoặc là lúc anh em đóng lại vào hộp anh em phải đóng ra làm sao để nó bảo quản được tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ xem trong này còn những gì nữa. Thật ra là không phải là cái chân đế với cái trụ nó không được bọc đâu, mà là có vẻ như là có người ta không thèm bọc lại ấy. Đây, chúng ta có cái bọc này. À đây, anh em sẽ còn có những cái phụ kiện khác, ví dụ như là Quick Start Guide, hướng dẫn nhanh, MSI Gaming Monitor Warranty Card, tức là bảo hành. Đấy, trong bảo hành này anh em sẽ thấy có rất nhiều ngôn ngữ này, xong rồi có cả chữ run các thứ, xong rồi các cái vấn đề mà anh em bảo hành, tình trạng làm sao trong quyển sổ bảo hành như này.
anh em sẽ có một cái túi ốc nữa. Cái túi ốc này thì nó sẽ có rất là nhiều những con ốc khác nhau. Anh em sẽ thấy có những con ốc mà có cái dreadlock màu xanh xanh ấy, ngắn ngắn hơn ấy, thì nó là con ốc để anh em bắt được cái đế mà vào cái pad. Đấy, còn những con ốc to hơn này, trông hình lục giác này, vuông thành sắc cạnh này, nó là cái ốc để bắt chân VESA. Đấy là chiếc màn hình này sẽ hỗ trợ VESA để anh em gắn tường hoặc là gắn vào những cái chân, những cái tay arm của bên thứ ba. Alo. Đâu nhỉ? Dây HDMI với cả adapter đâu nhỉ? Hãng gửi cho mình quên gửi luôn cả adapter anh em ạ. Vãi, thế bây giờ review kiểu gì nhỉ? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Cuối cùng Grab cũng đã gửi đến, không quảng cáo Grab nhưng mình phải thật sự là cảm ơn các anh shipper mà giờ này trời nắng chang chang vẫn đi làm. Nhưng mà thôi không sao, cuối cùng chúng ta cũng đã đầy đủ phụ kiện. Đây, lần đầu tiên trong đời mình đập hộp pha gọi là nó cồng kềnh như này anh em ạ. Đây, những gì còn lại trong chiếc hộp này nó nằm trong chiếc túi này. Và theo mình được biết thì đúng ra cái túi này nhiệm vụ của nó là để bọc cái tấm đế màn hình, nhưng mà thôi. Đây, bên trong phụ kiện chúng ta còn hai cọng dây nguồn như thế này, với một cọng là chuẩn châu Âu, còn một cọng là chuẩn Liên Xô hay gì đấy mình không nhớ lắm nữa. Là đại khái là hai cọng dây nguồn, một cục adapter nguồn cho màn hình, một dây cáp HDMI đó, và một cọng dây cáp DisplayPort, anh em có thể nhìn thấy ở đây đó, hai cọng dây cáp màn hình, và chúng ta cũng có thêm một cọng dây USB Type-B để upstream nữa, và lát nữa thì mình sẽ cắm lên cho anh em xem tác dụng của nó như thế nào. Mặc dù là adapter đến rồi nhưng mà thật sự là mình vẫn chưa dùng để nói anh em ạ. Bây giờ anh em hãy cùng mình đến với thiết kế đã nhá. Như anh em đã thấy là chiếc màn hình này mình đã để ở cái tư thế này ngay từ đoạn vừa nãy rồi. Và anh em thấy để được cái tư thế như này thì có nghĩa là chiếc màn hình này phải có khả năng xoay lật. Và nó có khả năng xoay lật cho anh em 180 độ từ bên nọ sang bên kia. Đó, rất là thoải mái. Bên cạnh xoay lật thì chúng ta sẽ có nâng hạ. Mặc dù là cái biên nâng hạ này mình thấy là nó cũng không quá cao, nhưng mà thực sự là rất là đủ để cho anh em dùng. Bởi vì dù sao chúng ta cũng có một chiếc màn hình gaming phẳng. Và phẳng thì cái việc xoay lật nó là việc cần thiết, bởi vì đôi khi anh em không chơi game mà anh em dùng nó làm màn phụ chẳng hạn, hoặc là anh em coder, hoặc là anh em code web. Nói chung là rất nhiều những nhu cầu mà anh em sẽ cần đến chiếc màn hình dọc, rất là tiện lợi. Và không chỉ có xoay dọc đâu, chiếc màn hình này còn có xoay ngang nữa. Và cái biên xoay ngang của nó mình thấy cũng khá là rộng. Mặc dù chưa được 180 độ nhưng mà thế này cũng tương đối là rộng rồi. Rồi. Về thiết kế thì vẫn còn rất nhiều điểm đáng để anh em chú ý nữa. Ví dụ như là mặt sau này. Mặt trước chúng ta sẽ nói sau nha. Mặt sau này đi. Đây, cái khu vực ngay cái pad này thôi. Mặc dù đây là một cái điểm, một cái vị trí mà mình nghĩ là rất ít người người ta quan tâm đến. Ở chỗ này thì để cái gì chả được, không để gì cũng được mà. Nhưng không, MSI vẫn cho chúng ta một cái họa tiết kiểu lồi lõm, một cái thái độ rất là lồi lõm ở đây. Trông nó cũng hay. Mặt lưng của chiếc màn hình này thì vẫn là những cái điểm nhấn rất là đặc trưng của MSI, khi mà anh em sẽ có một cái khu vực như này, một cái dấu tích như này, và trên đó là những cái họa tiết nhìn rất là gaming, rất là hiện đại, logo MSI ở đây. Nếu như anh em không thích nó ở đây thì anh em hoàn toàn có thể lấy một con dao anh em cậy ra, anh em dán đi chỗ khác, tại vì đây cũng chỉ là một cái logo nhôm mà MSI họ vẫn hay tặng kèm khi mà anh em mua mainboard những cái dòng chung và cao cấp, hoặc là những chiếc card họa MSI chẳng hạn, y hệt cái này luôn. Ở đây bên dưới này, góc này, đây là một cái điểm mà mình rất thích, đấy là cái menu của chiếc màn hình này sẽ được điều khiển hoàn toàn bằng một nút nhấn duy nhất, đó là một cái joystick 5 chiều. Anh em có thể ấn giữ để anh em bật màn hoặc tắt màn, và anh em có thể di xung quanh để chọn những cái setting khác nhau. Cái này rất là tiện, thật sự cái này tiện. Mình ghét nhất là những cái màn hình mà bắt chúng ta phải sờ đến một đống nút ấy. Và mình hơi lỗi một chút khi vừa nãy mình nói là cái joystick nó có bật tắt nguồn không? Bật tắt nguồn nó ở đây anh em ạ. Đó, ngay đây. Đó, nút nguồn. Nút nguồn của nó, kèm theo đó là một cái đèn báo nguồn bên cạnh. Đèn báo nguồn này. Và chúng ta có logo nguồn ở đây. Rồi, về mặt trước của chiếc màn hình này thì có lẽ là không có gì nhiều để chúng ta phải quan tâm, khi mà anh em sẽ có 3 đường viền siêu mỏng, viền trên và 2 viền cạnh bên. Ở bên dưới này sẽ là logo MSI với một cái viền hơi dày một chút. Cái này thiết kế quá là thông dụng rồi. Không chỉ MSI mà gần như tất cả những nhà sản xuất màn hình gaming hiện nay đều sử dụng cái thiết kế như này. Không quá khác biệt. Nhưng mà điểm khác biệt sẽ đến khi mà chúng ta cắm chiếc màn hình này lên máy tính. Nhưng mà để biết được chúng ta cắm được vào máy tính như thế nào thì anh em lại phải nhìn ra đây giúp mình. Đây, khi mà anh em nhìn vào đây, anh em sẽ thấy rất nhiều cổng kết nối đúng không?
Với những cổng kết nối rất là đầy đủ như này, anh em sẽ có gì? Một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-B upstream. Ở đây anh em sẽ có hai cổng USB Type-A nữa và cuối cùng là một cổng nguồn. Vậy thì cái hệ thống cổng kết nối này, đúng như mình đã nói, anh em có nhớ không? Trong rất nhiều video review màn hình trước đây của mình đã nói rằng cái xu hướng tiếp theo của màn hình gaming sẽ không còn là tần số quét cao hơn tấm nền IPS hay là màn hình cong nữa. Bởi vì những cái điều đó chúng ta đều đã đạt được ở những chiếc màn hình gaming có mức giá không quá cao rồi. Ngày xưa thì có thể nó sẽ làm cái gì đấy wow, rất là đỉnh cao. Nhưng mà bây giờ thì màn hình gaming tầm trung cũng đã có được những tính năng như vậy rồi. Vậy thì xu hướng tiếp theo của màn hình gaming sẽ là gì? Đó chính là sự đa dụng, sự tiện lợi cho anh em trong việc setup, trong việc chơi game, trong việc làm tất cả mọi thứ khác không chỉ gaming. Để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta cần có một tấm nền tốt với khả năng hiển thị màu sắc tốt. Cái này thì lát nữa chúng ta sẽ test sau. Thứ hai nữa đó là khả năng kết nối đa dạng và đa dụng. Tức là anh em thấy không, chúng ta có cổng USB Type-C, có nghĩa là sao? Nó sẽ có, chắc chắn rồi, sẽ có DisplayPort qua USB Type-C. Có nghĩa là anh em có thể sử dụng với MacBook này, sử dụng với những chiếc laptop văn phòng hoặc thậm chí laptop gaming cao cấp có hỗ trợ Thunderbolt hoặc là hỗ trợ xuất DisplayPort qua USB Type-C. Anh em chỉ cần một cọng dây duy nhất cắm vào đây là anh em có thể sử dụng chiếc màn hình này rồi, rất là gọn gàng, đúng không? Bên cạnh đó thì cái cổng USB Type-C đó cũng có khả năng upstream để chia USB ra. Tức là sao? Anh em không cần phải cắm thêm chuột hay là bàn phím vào máy tính của anh em nữa. Anh em cắm thẳng màn hình này luôn và dùng duy nhất cổng USB Type-C cắm vào máy tính của anh em hoặc là cắm vào laptop của anh em. Setup rất đơn giản và gọn gàng. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có USB Type-B upstream. Có nghĩa sao? Anh em cắm từ PC ra Type-B vào đây thì chuột và bàn phím của anh em sẽ được chuyển qua cái cổng, hai cổng USB Type-A mà vừa nãy mình đã chia sẻ. Đó là cái sự tiện lợi cho setup. Nhưng mà thôi, nói nhiều làm gì, mình sẽ setup thật cho anh em luôn để xem sự tiện lợi của nó sẽ như thế nào. Ok anh em, như vậy là mình đã lắp xong cái màn hình này lên và cũng đã chạy sơ qua một số bài test với con Spider X Elite của mình. Thì ở đây, anh em hãy nhìn vào màn hình này và chúng ta sẽ có một số kết quả khá là ấn tượng. Mình thì cũng không tin lắm vào những cái thông số ở trên trang chủ nhà sản xuất đâu, cho nên mình cứ test thẳng ra cho anh em xem cho nó dễ nhá. Ở đây thì anh em sẽ thấy chúng ta có 100% giải màu sRGB, 84% giải màu Adobe RGB, 93% giải màu DCI-P3 và 82% giải màu NTSC. Thì nói chung những cái thông số này sẽ mang đến cho chúng ta một cái gì? Đây là một tấm nền IPS khá là điển hình và có thể nói là khá tốt với công nghệ Quantum Dot, gọi là IPS IPS cực nhanh. Tấm nền IPS thì màu như này là ngon rồi. Và quan trọng nhất là nó có tần số quét 165Hz và tốc độ phản hồi 1ms. Điều này thì chúng ta chỉ thường thấy trên những cái tấm nền VA mà thôi, đúng không? Nhưng mà đây là IPS, ngon đúng không? Những cái thông số khác thì anh em có thể nhìn vào đây. Chúng ta sẽ lại có tone response. Thì đây cái giải gamma 2.2 này, nó là cái giải 2.2 là cái giải màu xanh ấy. Đấy, màu xanh ở dưới này này. Đấy, đấy là giải gamma 2.2 chuẩn. Còn cái giải màu đen chính là cái giải mà chiếc màn hình này có thể thực hiện được. Thực ra thì nó cao hơn 2.2 một tí, cái này chắc là 2.2 bao nhiêu đó. Nhưng mà nói chung là vẫn khá là sát với cả đường tham chiếu, cho nên là mình nghĩ là gamma của chiếc màn hình này cũng ổn. Về brightness and contrast thì cái tốc độ, cái độ sáng tối đa của chiếc màn hình này theo như nhà sản xuất mình được biết là 300 nit, nhưng mà thực tế mình đo ra là 327 nit. Có lẽ đây là một chiếc màn hình mới cho nên cái đèn nền của nó vẫn còn ngon, cho nên anh em sẽ thấy là nó sẽ cao một chút. Tuy nhiên cái lượng cao hơn này cũng là để bù trừ mà thôi. Và trong sau một thời gian dài sử dụng, đèn nền nó có xuống cấp đi chăng nữa thì quanh quẩn nó vẫn nằm ở 300 nit. Mình nghĩ đây là một sự dự trù hợp lý. Về những cái yếu tố khác, ví dụ như là screen uniform, độ lệch màu trên các vùng của màn hình thì mình thấy nó cũng tạm tạm, không phải là quá xuất sắc. Độ lệch là có nhưng mà ổn. Còn về cái độ đồng đều màu, đồng đều độ sáng tấm nền ấy thì mình lại đánh giá khá cao ở độ sáng 100% này, tức là 328.8 nit này. Đó. Tối thiểu là 305.5. Đó. Tất cả các điểm này anh em thấy độ lệch khá là ít, tối đa 9%, không quá nhiều. Về độ chính xác màu cũng là một điểm mà mình thấy khá là bất ngờ ở chiếc màn hình này. Lúc đầu mình cũng không gọi là trông chờ gì quá nhiều ở một cái màn hình gaming. Nhưng khi mà mình chợt nhớ ra là con màn này sử dụng Quantum Dot rồi thì Rapid IPS, đây là một tấm nền thật sự ngon, cho anh em sẽ thấy là hầu như các giải màu đều có delta E nhỏ hơn 1, chứ không phải là nhỏ hơn 2 nữa, hầu hết là nhỏ hơn 1. Anh em sẽ nhìn xuống dưới này. Tuy nhiên chúng ta vẫn gặp một cái dớp rất là lớn ở cái giải màu 1F. Anh em nào mà hay xem video mình đánh giá màn hình ấy thì 10 con màn chắc phải có 7-8 con dính cái 1F này. Rất ít con mà cái 1F này nó không lệch. Nhưng mà con này lệch cũng tương đối, nhỏ hơn 3 vẫn là được. Và mấy khi anh em động đến cái màu này
Và còn lại thì chúng ta thấy chỉ có một số ít màu là tăng cao hơn một thôi. Trung bình chúng ta là 2.09. À quên nhầm, max là 2.09, min là 0.11 và trung bình là 0.68. Như vậy thì delta E của con này cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì delta E là một chuyện, còn nó có phải là một chiếc màn hình phù hợp để anh em design không ấy thì lại là chuyện khác nhá. Với chiếc màn hình này thì giải màu sRGB là 100%, thậm chí có thể hơn. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với anh em làm code web hoặc là design digital. Anh em làm những ấn phẩm digital hoặc là anh em dựng video cũng được, video đơn giản, ví dụ video YouTube mà anh em đang xem đây. Ok, chiếc màn hình này hoàn toàn có thể làm được. Nhưng em nên nhớ đây là màn hình gaming, và những cái điều mà nó tập trung tới đó là khả năng gaming. Với tần số quét 168Hz, tốc độ phản hồi 1ms gray to gray thì mình nghĩ rất là ok. Bây giờ thì chắc là anh em sẽ cùng mình trải nghiệm một số đoạn game xem sao. Ok anh em, như vậy là chúng ta phải vào game thì mới biết được là nó có thực sự ngon hay không. Ở đây thì chiếc màn hình này cũng hỗ trợ NVIDIA G-Sync nha anh em, cho nên là cái hiện tượng rách hình anh em sẽ rất khó nhận ra ở trên chiếc màn hình này. Và ở đây thì mình đang chơi Valorant ở độ phân giải 2K của chiếc màn hình này luôn. Nói chung là max setting đấy, max setting, và anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ không bàn đến cái cấu hình mà mình đang chơi với chiếc màn hình này. Nhưng mà nói chung là cũng đủ khỏe để chúng ta có thể kéo lên được một mức FPS trên 200 để có thể tận dụng được tối đa cái tần số quét 165Hz của chiếc màn hình này. Vừa nãy mình có lỗi mồm nói là 168, nhưng mà thật ra 168 hay là 165 thì nó cũng chỉ lệch nhau có 3Hz thôi, thì nói thế cũng không sai anh em nhỉ. Đấy, điều quan trọng nhất anh em thấy, úi dồi ôi, tại vì màn hình nhanh quá đấy. Quả đấy là mình bị ăn hôi anh em ạ, chứ không là mình cũng vẩy được rồi đấy. Gáy sớm ăn gì. Thôi, quay trở lại với chiếc màn hình này, anh em sẽ thấy là màu sắc quá ok luôn. Bởi vì dù sao đây cũng là tấm nền Rapid IPS, tốc độ phản hồi rất là nhanh, cho nên là mình cũng không nhận thấy những cái hiện tượng khi mà mình vẩy chuột nhanh này, thì những cái motion blur nó không có quá nhiều. Đấy là do hai thằng nó solo, hai thằng ăn hôi mình thôi, chứ không mình mà solo thì mình vẫn ăn được đấy. Nói chung cảm nhận của mình với chiếc màn hình này thì phản xạ mình khá tốt, tốt hơn bình thường. Ví dụ như là mình chơi ở trên cái laptop văn phòng mình vẫn hay chơi ấy, với con cạc gì nhỉ, GTX 1050 Ti, và màn 60Hz thì chắc chắn nó không thể nào so được với chiếc màn hình rồi. Bên cạnh đó cả về màu sắc nữa, Valorant là một tựa game mà có màu sắc rất là rực rỡ, rất là, nói chung là chúng ta có thể nói rất là nhiều với những chiếc. Nói chung là với tựa game này chúng ta có thể cảm nhận được rất là nhiều, không chỉ là về tốc độ mà cả về màu sắc nữa, cho nên là mình rất thích. Hình như thằng vừa nãy không phải mình giết. Sao vẩy toàn trượt nhỉ? Đấy, tóm lại thì đây là một chiếc màn hình mà theo mình là cũng có thể nói khá dẫn đầu xu thế đấy. Bởi vì anh em game thủ, mình biết rất nhiều anh em game thủ nhưng không chỉ là chỉ có chơi game không. Họ làm rất nhiều việc khác nhau, họ có thể là coder, họ có thể là design web, làm rất nhiều những công việc cần đến những cái tính chuyên môn cao, thì những chiếc màn hình như này sẽ dành cho họ. Và đặc biệt là với cổng USB Type-C, rất tiếc là mình không cầm ở đây. Nhưng nếu như mà anh em có thêm một cổng USB Type-C, một cọng dây Type-C hai đầu đấy, anh em để laptop bên cạnh anh em cắm cọng dây đó vào thôi, là ngay lập tức hình ảnh cái laptop sẽ được truyền vào chiếc màn hình này. Và ở nhà anh em chơi với PC, khi nào anh em mang laptop về nhà mà cần làm việc thêm chẳng hạn, anh em cắm vào màn hình nó quá là tiện luôn. Và cái việc mà trang bị thêm cổng Type-C này, cổng USB Type-B upstream này, đó chính là cái điều mà mình nói là nó sẽ là xu thế trong tương lai của những chiếc màn hình như thế này. Bởi vì nó không còn chỉ là để gaming nữa, khi mà gaming với những tấm nền nó quá tốt rồi thì tại sao chúng ta không làm được nhiều hơn với nó nữa, đúng không? Cách đây vài hôm thì mình thấy trên group nghiện BBC có một bạn đăng một cái câu hỏi mà nhiều người vào kiểu debate khá là căng, kiểu như là tại sao mua màn hình làm đồ họa thì mua màn hình đẹp, chơi game mua màn hình tần số quét cao, tại sao không mua một cái màn hình nó vừa đẹp vừa tần số quét cao để làm cả hai? Đúng quá rồi còn gì. Ngày trước thì cái điều đấy nó sẽ khá là khó, bởi vì giá thành cao như bây giờ với những chiếc màn hình như này, giá thành nó có thể vẫn hơi cao với nhiều người, nhưng nó đang thấp dần rồi, và nó đang là xu hướng. Thì mình nghĩ tin chắc là trong năm nay hoặc năm sau nữa thì những chiếc màn hình này nó sẽ trở nên phổ biến hơn rất nhiều, anh em game thủ sẽ làm được nhiều hơn với nó, đúng không? Anh em có đồng ý với mình quan điểm này không? Nếu đồng ý thì hãy bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi video đến đây là hết rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.